Xin chào thầy và các bạn. Em tên là Nguyễn Đức Phúc, học lớp vi xử lý buổi chiều thứ tư. Hôm nay thì em xin trình bày nội dung của bài tập 11 sử dụng timer 0 và timer 1 để phát xung theo cái video hướng dẫn. Thì ở trong cái video này thì timer 0 là nó sẽ phát ra một một cái xung có cạnh lên giá trị là 5 giây, cạnh xuống cái cũng là 5 giây. Còn cái timer 1 á thì nó sẽ phát ra cái xung cạnh lên là 1 giây mà cạnh xuống là 20 giây. Thì ở trong bài này á, mình xin được nói lại, trong bài này mình sử dụng cái thạch anh là 20 MHz. Thì khi mà thạch anh đưa qua cái con bit 16F887 thì cái tần số nó sẽ bị chia cho 4, thì 20 Hz chia cho 4 là còn 5 MHz. Sau đó thì mình sẽ tính được cái chu kỳ sung lốc. Chu kỳ sung lốc là 1 phần F là sẽ còn lại 2 micro giây. Thì cái sung lốc đó khi mà đưa qua timer thì nó sẽ trước khi mà đưa qua timer thì nó sẽ đi qua một cái bộ chia prescaler này. Thì mình có được cái công thức là lấy cái chu kỳ sung lốc nè, mình nhân cho cái tỷ lệ prescaler của các con timer thì nó khác nhau, thì nó bao gồm những cái giá trị như là 1, 2, 4, 16, 32, 64, 1, 2, 8 và 2, 5, 6. Thì ví dụ như trong bài mình viết là mình cho delay trong vòng 5 micro giây, 5 mili giây, thì 5 mili giây đổi qua sẽ là 5.000 micro giây. Thì do cái con timer 0 á, thì nó sẽ là 8 bit, thì 2 mũ 8 lên thì tức là 256 xung được đếm. Thì trong delay 5 mili giây này, 5.000 micro giây này, mình lấy mình chia cho cái công thức A là 2 micro giây nhân cho cái rescaler này á, thì mình sẽ tính được cái rescaler thì nó sẽ lớn hơn bằng 97,6, mà rescaler thì có những cái giá trị lớn hơn 97,6 là 128 và 256. Thì mình lấy cái giá trị gần 97,6 nhất thì mình sẽ lấy được cái rescaler là 128. Thì khi đó mình thế lại cái rescaler bằng 128 vào cái công thức này, mình nhân cho 2 micro giây nữa, mình chia ra, thì tức là khi mà trong delay 5 mili giây thì nó sẽ đếm được tổng cộng là 208 xung như cái video đã hướng dẫn. Sau đây mình sẽ chuyển qua cái phần vẽ mạch nguyên lý của mình. Trong cái bài này để dùng timer 0 và timer 1 để cấp phát tạo xung clock á, thì mình vẽ mạch nguyên lý của mình thì gồm, đầu tiên mình vào thư viện mình lấy ra con bit 16F887. Rồi tiếp theo đó mình lấy những cái như là điện trở để gắn vào cái chân clear. Rồi mình lấy cái dao động thạch anh, mình lấy cái thạch anh crystal. Thạch anh thì mình nối vào hai chân RA6, RA7 là oscilloscope 1, oscilloscope 2, OSC1, OSC2. Điện trở thì gắn vào chân master clear. Do mình viết code thì mình cho hai cái chân RD0, RD1 này là của timer 0 và timer 1. Thì ở đây mình lấy một cái máy oscilloscope để mình
cho hiển thị cái dạng sóng của mình ra. Đây, oscilloscope. Tam không, RD0 mình nối sóng A và tam một mình nối sóng B. Đây là đã hoàn thành cái phần vẽ mặt, vẽ mặt của mình. Tiếp theo sau đây là cái phần viết chương trình của mình. Đầu tiên vào mình khai báo thư viện, fillsharp s delay sung lốc là 20 m. Sau đó thì mình cho sung 1 là ở ngõ ra D0, sung 2 ngõ ra D1, và mình khai báo thêm một cái biến, đó là biến trạng thái sung 1. Biến này 1 bit, thì trong 1 bit đó thì nó sẽ có hai trạng thái, thứ nhất là true và thứ hai là false. Thì true thì tức là cái trạng thái sung 2 nó đang ở mức cao, và false là trạng thái sung 2 đang ở mức thấp. Sau đó mình vào chương trình chính void main, thì mình output write sum 1, output write sum 2, tức là mình đang cho sum 1 và sum 2 đều là ngõ ra, và mình cập nhật cái trạng thái sum 2 bằng true. Sau đó mình đúng rồi mình output 2 sum 2 ra trước, và sau đó mới output 2 sum 1. Thì tức là mình thực hiện khởi tạo cái sum lốc mà tạo bởi timer. Sau đó mình cài đặt timer, set setup timer 0 là T0 internal dùng để đếm sum nội sum bên trong, và T0 chia cho 128. Giờ cái prescaler hồi nãy mình đã tính. Rồi setup timer 1, T1 internal, T1 div by 1 cũng tính ra cái prescaler giống hồi nãy. Và sau đó là mình set timer 0 giá trị 0 và set timer 1 giá trị 1 để cho hai cái timer này á, là bắt đầu đếm từ cái trạng thái là 0 0. Rồi mình cho một cái vòng lặp. Ở đây đầu tiên mình viết cho cái timer 0 là viết tạo ra cái sum lốc mà mức cao là 5 ms giây, thấp 5 ms. Thì if get timer 0 lớn hơn 207, mình lấy cái giá trị timer 0 lớn hơn 207. Thì lớn hơn 207 tức là 208, thì giống như hồi nãy mình tính là delay 5 ms giây. Mà mình thực hiện chia thì trong 5 ms giây đó là mình sẽ có được 208 sung sung nội. Rồi khi mà đếm được 208 sung mà cái sung 1 mà của T0 nè nó đang ở mức cao, đếm được đủ 208 sung và đang ở mức cao, thì mình set timer 0 về cái giá trị 0, là mình bắt đầu cho nó đếm lại. Rồi mình thực hiện cái dòng lệnh là output subroad sum 1 thì đang đang ở mức cao, đếm được 208 sum. Rồi mình đảo cái trạng thái của sum 1 thì nó sẽ bắt đầu đếm sum 1 ở mức thấp, và sum mức cao mức thấp đều là 5 ms giây. Thì sau khi mà đếm ở mức thấp 5 ms giây là nó cũng sẽ thực hiện set timer 0 lại 0, và nó đảo sum 1 lần nữa thì sau mức thấp nó quay lại mức cao. Còn của cái sum 2 thì if get timer 1 lớn hơn 5.000 và vào thì tức là end, có một cái điều kiện là trạng thái sum 2 true, trạng thái sum 2 đang ở mức cao, và 5.000 này là để lớn lớn hơn 5.000 tức là dùng cái công thức chia hồi nãy thì sẽ ra được là một ms giây. Thì nó sẽ đếm được tổng cộng là 5.000 sung, rồi chạy được 5 ms giây, rồi chạy trong 1 ms giây 5.000 sung. Sung 2 thì đang ở trạng thái mức cao, thì sau đó mình output low sung 2, mình cho sung 2 xuống mức thấp, mình cài đặt lại timer 1 ở mức 0 để nó đếm lại, và cập nhật lại cái trạng thái sung 2 là phần false, tức là
Trung 2 đang ở mức thấp. Thì mình kiểm tra tiếp điều kiện là nếu như mà cái timer 1 này á, nó lớn hơn 10.000 và chạy 10.000 xung thì tương ứng 20 giây. Thì đây ví dụ như ở đây mình setup mà mình cập nhật trạng thái xung mà mình đang ở mức thấp mà nó chạy lớn hơn 10.000 xung, tức là bằng 20 giây, thì mình sẽ output 2 xung 2 và cho bắt đầu cho nó đi đi lên. Mình cài đặt timer 0, timer 1 mà giá trị 0 là cho timer 1 đếm lại từ đầu, và sau đó mình cập nhật lại cái trạng thái số 2 bằng true. Mình kiểm tra điều kiện go to lập này, mình quay lại đây và mình cứ tiếp tục kiểm tra điều kiện. Thì xong là mình kết thúc chương trình. Kiểm tra thì chương trình nó không báo lỗi. Thì sau đây mình sẽ mô phỏng ở bên Rotus. Ở đây mọi người dành đây thì một ô tức là một video giây, thì cái A này của cái xung 1 do timer 0 cấp, thì mức thấp là 5 ô và mức trên cũng là 5 ô, tức là mức thấp bằng mức trên là 5 mili giây. Còn ở cái xung 2 do timer 1 cấp thì nhìn thì cái xung lóc này mức cao thì nó chỉ có một ô, mức thấp thì nó hai ô, mà độ chia là một mili giây. Thì ở mức cao thì nó chạy trong vòng 1 mili giây và mức thấp thì nó sẽ chạy 2 mili giây. Và thuyết trình của em đến đây xin kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.